Em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang Xin chào anh chị nha Hôm nay xem về xã Tam Bình Của huyện Cây Lậy tỉnh Tiền Giang Để quay giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà Có tổng diện tích là 1019 m vuông Nhưng trong đó có 100 m vuông là thổ cư nha anh chị Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược Về vị trí con đường và hướng đi Cho anh chị mình xem và tham khảo luôn Hướng tên màn hình anh chị đang xem Đây là hướng ra đường tỉnh Lộ 864 khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà ra tới đường tỉnh lộ 864 tầm khoảng 1,5 km là tới rồi nha anh chị chừng 1 km à rồi. rồi ra đó anh chị mới ghẻ tới chợ thì khoảng 1,5 km và cũng cái hướng này là anh chị đi thông về hướng ngã tư Hương Long luôn nha anh chị còn cái hướng ngược lại anh chị cũng đi thông vô đường liên ấp luôn ở đây thì có điện nước và wifi được có đầy đủ hết luôn cho nên vấn đề điện nước thì anh chị an tâm nha và từ ngay cái vị trí đất mình ngôi nhà mình á mà anh chị có con nhỏ đi học á thì mình ra ngoài đường tỉnh lộ 864 là mình tới trường học luôn rồi nó tầm sát bên nha anh chị ở đây thì khu dân cư cũng đông đúc nha anh chị còn cái ngôi nhà mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay thì mình vô trong ở đây, đường xe ba gác là nhanh anh chị. Nói chung là xe máy đi, ba gác chắc cũng hơi khó tại ở đây bự nhưng lỡ đường kia hơi nhỏ một tí. Còn xe ô tô anh chị vào được tới ngay cái vị trí này. Ở đây thì mình cũng uh, gần chùa. Rồi uh, nhà thờ thì mình đi xuống đây khoảng phẩy uh, năm km lận. Còn uh, đi chùa thì sát bên anh chị ơi. Nó tâm đất mình thì mình đi uh, ngôi nhà mình vô cái đường này nha anh chị. Nó mình vô khoảng chừng uh, 70 m là tới à nó đây nhà cửa người ta cũng uh, có nè đó đây là đường xe máy giá cũng uh, rất là mềm luôn anh chị giá này phù hợp cho anh chị uh, về để ở rồi ở phía sau của mình uh, thì uh, mình có thể uh, trồng cây ăn tái. nhưng mà chủ đã có trồng uh, một số cây sầu riêng loại uh, sầu riêng là ghi sáu rồi nhưng mà anh chị có thể uh, trồng uh, sen dài và, một cái uh, cây gì đó vô rồi mình có nhiều loại cây ăn trái thì cũng được Còn nếu mà kinh tế thì chỉ có mấy cây sầu riêng Thì kinh tế nó cũng không được nhiều nha anh chị Nhưng mà tiền nào của nấy à anh chị ạ? À? Còn đây là con đường thông luôn Đường này anh chị có thể đi thông về huyện lộ 35 luôn đó anh chị Nhưng mà vô tổng thì nó có mấy cái èo á Nhưng mà cũng vẫn là đường thông Đường này thì cột điện nhà nước cũng đã kéo vô tới rồi Còn chừng nào mở lộ thì em cũng không biết nữa còn thoát nước thì anh chị thoát xuống cái con gạch này nhỏ này luôn Đó anh chị thấy ha Đường thông dài mút tổng luôn nha Vô tổng nó có mấy nghẹo đi vòng vòng mới tới đường quyện lộ 35 Và đây là cái thửa đất và ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay Nó có cái bề ngang qua Giống như cái đường đi vô vậy anh chị Là 3 mét Còn cạnh bên đây đi thẳng về dưới á Là tính mặt tiền nhìn vô Là cạnh mấy bên trái nha Đi sâu vào là 69 mét còn cái cạnh bên phải này nè, nè mình đi sâu vô trong đây là 9m, rồi mình đá ra chữ ngân lợi nha anh chị. Đây, mình vô tới đây là 9m, mình đá ra chữ ngân lợi, vô đó là 13m. Và từ ngay cái vị trí chữ ngân lợi ngay tấm tượng đó anh chị, mình đi dài xuống phía bên kia là 63m, còn cái phía sau hậu của mình là 16,30m nha anh chị tổng diện tích hết đất và ngôi nhà của mình luôn là 1 019 m2 trong đó có 100 m2 là thổ cư hiện tại chủ đang kêu chỉ có 700 triệu à cho hết đất và nhà luôn giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện thêm về giá cả nhưng đặc biệt một điều là chủ sẽ bao sang tên cho anh chị nha anh chị chỉ cần ký giấy cái là phần còn lại là chủ sẽ làm giấy tờ cho anh chị ra sổ à còn và cũng hướng này là hướng xây về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng đông cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy á để tiện tham khảo luôn còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới thành phố mỹ tho của tỉnh tiền giang đây trái nắng mình anh chị, để em bước vô trong đây cho nó mát mát chút. Là thời gian đi. Là thời gian đi tầm khoảng 41 phút, khoảng cách là 26 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận, từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 1 phút, khoảng cách là 42 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 36 phút. Khoảng cách là 86 km. Đó và đây là cái vị trí mà em đang đứng là cái chấm xanh của mình á, mình ra tỉnh lộ 864 này sát bên luôn nha anh chị. Đường mình là đường thông luôn á. Nó anh chị thấy ngay vị trí ấp Bình Đức. Đường mình đường thông, thông dài dài lên đây luôn nè. Quánh qua đường Nguyễn Lộ 35 luôn đó anh chị. Nó chá nắng quá nhưng mà không biết trong video anh chị nhìn thấy rõ không à? Rồi giờ để xem sẽ tiến vào bên trong. Rồi đi ra phía sau giường luôn cho anh chị mình xem nha. Đây phía cái con đường vô của mình sau này nha. Nhà nước nếu có làm lộ thì ô tô mình vào tới đây luôn nha. Tại cái giống như con đường mình vô là 3 mét Ngang qua là 3 mét Đi sâu vào cái cạnh bên đó đó Đi sâu vào bên đây Thẳng về dưới luôn Là 69 mét Rồi phía sau hậu của mình á Là 16,30 mét Và từ cái mí trong đó đó Mình chạy dài lên trên đây Là 63 mét Và từ cái mí đó đó Chị thấy ngay góc đó đó ha Chạy lên đây là 13 mét Và từ mí này ra tới đường công cộng Là 9 mét Tổng diện tích là 1019 mét vuông trong đó có 100 mét vuông là thổ cư Phần còn lại là đất trồng cây lâu năm nha anh chị Giá hiện tại Anh chủ đang kêu Chỉ có 700 triệu à Cho hết đất về nhà luôn Nhưng mà anh chủ anh nói Anh sẽ bao giấy tờ cho anh chị Tại vì ảnh dân địa phương ở đây á Cho nên anh Làm giấy tờ cho nó dễ Anh chị chỉ cần bỏ ra 700 triệu à Là chủ sẽ làm giấy tờ cho anh chị Xong hết luôn ra sổ anh chị vào ở ngay luôn Đó do vấn đề kinh tế cho nên ảnh kẹt ảnh cần bán gấp này nha Chứ cái ngôi nhà này không ai bán rẻ giá này đâu Nói chung là cái này hồi đó có dán giấy ốp tường anh chị ơi Còn trong cái ngôi nhà mình thì đã xây rồi nhưng mà chưa có tô nha Còn ở dưới nền của mình thì đã có lót gạch rồi Nói chung là thì cũng cũng được Tại vì mình có 700 triệu à mình có ngay căn nhà sở hữu ngay luôn nói về bên đây thì mình có căn phòng ngủ đầu tiên còn cái này thì cái này là dán gạch nha anh chị nó này dán gạch phòng này tô rồi nó phòng mình thì cũng rộng rãi ở tên thì cũng có đóng la phong rồi Nhưng mà do đó sơn sau bên đây lỡ lỡ nè đó cái địa chỉ của mình là xã Tam Bình, huyện cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mình gần nhất là đường tỉnh lộ 864. Khoảng cách thì từ đây ra tỉnh lộ 864 thì khoảng 1 km. Còn mình đi chợ thì khoảng 1,5 km nha anh chị. Ở đây mình gần chùa. Còn anh chị nào mà có bên đạo Thiên Chúa thì mình phải xuống tới ngay chợ Tam Bình. Ngay đó có nhà thờ luôn. Thì tầm khoảng 1,5 km đó. Đây là cái phòng sau Còn đây là toilet nha anh chị Đó. Còn đây là phía sau Còn đây là cái hồ gì Ở đây là cái hồ chứa nước luôn Ở đây nước cũng tên đều có nha anh chị Nhưng mà tại chủ muốn làm cái hồ chứa Nói giờ đây là cái không gian phía sau của mình Đang trồng sầu riêng luôn anh chị Giờ có một cái xài đầy lon luôn Cũng đang cho trái luôn trong đất mình thì có lưới hàng gào B40 đầu rồi Cột đồ cẩm, ganh giới đồ gõ gàng hết rồi Cho nên vấn đề ganh giới thì anh chị an tâm nha Nói giờ đây là cái khu vực mái che tiền chế Ở đây thì anh có xe tường Sau này mình có thể làm bếp củi ở đây nè anh chị Ở khu vực này nè Đó Nếu như anh chị nào thấy phù hợp, giá hợp lý của căn nhà này thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645 Xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem nhà Rồi gặp luôn anh chủ nhà nha anh chị Rồi anh chị có thể nói thêm về giá cả với anh luôn Nhưng mà nói giá này chứ anh không có bớt nhiều được Bởi vì anh kêu sát giá đằng anh bán á Tổng diện tích hết đất mà có căn nhà luôn Là 1019m2 Giá chỉ có 700 triệu à rồi. rồi anh nói để anh làm giấy tờ sang tên luôn á Nói chung giá vậy thì em thấy cũng hợp lý rồi nhưng mà căn nhà mình thì cất cái kiểu nó cũng hơi hơi không được cho đẹp bởi vì phía trước của mình nó sát cái tấm tường á. Chứ phải căn nhà mình cắt cái đoạn ngay đoạn đâu đây nè. Đó là cái diện tích đất này đẹp lắm. Đường mình thì tuy đường xe máy nhưng mà sau này nếu nhà nước mở lộ quá. Tại vì đường không mà. Thì mở nhưng mà không biết chừng nào mở thôi. Mở lộ thì mình mình xe ô tô mình vào tới. Bởi vì mặc dù ở bên trong mình đá chữ lờ Nhưng mà cái đường đi vô của mình thì rộng tới 3 mét lận Thì tới đó ô tô mình vào thoải mái rồi Nó phải căn nhà mà thập phục xuống đây ha Ngay cái gì tí này nè Phía trước mình có cái sân Mình trồng kiển Rồi đó là đường đi vô luôn Nhìn ra phía trước này thì cũng rất đẹp Nhưng mà ngặt cái căn nhà nằm phía bên đó Nhưng mà phía đó cũng nhìn ra phía trước được nha Còn ngay chỗ mấy tấm tường đó Phía đó là có mấy ngôi mộ nha Nhưng mà đổi chứ không có đạp nha anh chị nó đem ra phía hết ngoài phía sau luôn cho anh chị xem nè phía sau mình uh, vuông dứt đẹp lắm anh chị ơi. À. còn không nữa rồi sau này uh, phương án hai anh chị có cái nhà này để ở tạm rồi anh chị về anh chị cắt cái nhà bên đây nè nó nó sẽ đẹp hơn nhà bên đây mình nhìn, nhìn ra ngoài tức lộ luôn rồi anh chị cắt cái nhà này xong á rồi anh chị đập cái nhà bên kia cái nhà đó thì mình ở tạm đi sau này mình có điều kiện hơn mình có cái nhà cho nó đẹp đẹp nóc thái đâu cũng được đó là cái phía sau hậu của mình em đứng đây thì em cũng gọi thấy luôn rồi đó ha từ ngay mấy đó mình đi ngang qua bên đó 16 m phẩy đó phía sau mình cũng có nhà nha ở đây thì cũng dân cư bên kia là một giường mít còn bên đây thì vườn à, sầu riêng nếu như anh chị nào quan tâm tới ngôi nhà này thì anh chị có thể kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại tên màn hình, rồi xem sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem, rồi cho nó chi tiết nó rõ ràng luôn. Nên anh chị nhìn thấy cái hình thửa đất thì cũng được lắm. Cái điểm yếu của mình là chỉ có ngay chỗ đó dưới cái tấm tường, tại vì bên kia là có cái cây mộ quá anh chị. Còn cái nhà mình thì nó hơi nôn qua, tước quá. Chứ cái nhà mình mà cắt ngay cái vị tí này, nè ngay vị trí mà em đang đứng đây luôn nè. Đó ha, mình cắt đổ dài gì đây ha phía sau này ha, ngon ha bên đó mình tầm kiển đâu cũng được nó nhà rất là đẹp rất là có duyên để em tới ngay chỗ cái à, cửa cái em quay chỗ nôn cho anh chị mình xem rồi anh chị mình có thể đặt cái bài toán ra mình bỏ ra khoảng à, nhiều nữa để mình cắt nhà phía bên đây cho nó đẹp còn ở đây mình ở tạm thời gian nữa cái à, mình có điều kiện á cái mình cắt bên đây nè ngon hơn khỏi có di dời gì hết á đây để em quay phía trước cho anh chị xem. Chứ để nãy em vô gấp quá em chưa quay kịp. Đây. Phía trước mình đây thì để được cái bàn à. Còn bên đây cũng có hàng xóm của mình nè. À. Đó. Chi tiết bên đây có hai con mộng ha, anh chị nhìn thấy ha. Đó thì đổ gì bên kia. Bên đó đó. Đây là cửa thì cũng là cửa nhôm. Đó. Bên kia của mình thì có mấy con mộ nữa nha anh chị Nhưng mà nó tầm xa xa Tầm khoảng uh, chắc uh, hơn 15 mét anh chị Tính từ mấy gào này qua bên kia nha Nó thì em giới thiệu cho gõ luôn cho anh chị mình uh, Có quan tâm uh, thì anh chị uh, liên hệ cho xem Để gì mua ngay nha Chứ nhà này đăng lên không bao lâu thì uh, có người mua liền anh chị ơi Rồi nếu nhìn chị nào thấy uh, phù hợp uh, Thì anh chị uh, liên hệ cho xem nha Còn bây giờ xem cũng xin kết thúc video nếu như anh chị có tài chính tầm bảy trăm triệu thì anh chị liên hệ cho xem liền nha em xin chào anh chị